thì tất nhiên là cái sự nặng nề của cái hiệp 1 thì cái cầu thủ đang tập nặng thì nó chưa thoát ra được, và cái sự tôn trọng luôn luôn là cái tập trung và cái tôn trọng thì các bạn nó có thể là hiệp 1 nhập cuộc nó hơi hời hợt thì cái kết quả không tốt. Cái kế hoạch tiếp theo của mình là sắp tới là như thế nào? Kế hoạch thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ di chuyển sang Malaysia để đá cái giải Malaysia, thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ di chuyển vào ngày 12, thì đến ngày 20 thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ quay về Hà Nội. Thì sang đấy thì cái lịch trình thì câu lạc bộ Hà Nội đá cái giải Tứ Hùng, nhưng mà sang đấy thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ có 4 trận đấu đá, với thứ nhất là đá với ngày 13 sẽ đá với đội Saragon, rồi là cái đội chủ nhà, và trận thứ hai thì cũng có một đối tượng đứng thứ 5 giải Malaysia, và trận ngày 18 thì là vào chính thức vào giải thì gặp Bangkok United của Thái Lan, và trận ngày 19 thì là một đội của Indo, thì kết thúc thì ngày 20 sẽ quay về. Anh nghĩ sao, anh đánh giá thế nào về cái bản đồ mới có tên Di Mario? Thì Di Mario thì các bạn biết rằng cầu thủ đấy thì rất là có tiềm năng, thì để làm sao mà cầu thủ đấy rất đi là mạnh mẽ và đang còn rất trẻ, thì câu lạc bộ Hà Nội muốn rằng tìm những cái cầu thủ có tiềm năng và trẻ để xây dựng đội bóng lâu dài. Thì tôi nghĩ rằng Di Mario về thì kết hợp với câu lạc bộ hòa nhập với lối chơi thì chắc chắn Di Mario sẽ là cầu thủ rất nguy hiểm. Nhưng mà cái đấy dường như trong trận đấu ngày hôm nay thì mọi người thấy Di Mario chưa được hòa nhập lắm, đặc biệt là trong hiệp 1 thì cái lối chơi nó có phần lạc lõng, thì anh có nghĩ là cái lối chơi đó không phù hợp không? Thì tất nhiên rằng bất cứ một cầu thủ nào về với một đội bóng mới phải cần một thời gian hòa nhập. Thì tôi cũng hy vọng vì đây là một trận đầu tiên các bạn trong với có một cái trận game đầu tiên của Di Mario cho đội bóng, thì tôi nghĩ rằng khi mà qua Malaysia thì chắc chắn Di Mario sẽ hòa nhập nhanh hơn. Di Mario thì từ trước đến nay mọi người đánh giá là nó có phần lối chơi có phần hơi gọi là kỹ thuật cá nhân quá, thì một câu lạc bộ Hà Nội thì mình thiên về cái tính chất đồng đội nhiều hơn, thì anh có nghĩ rằng là nó có phù hợp không? Thì tất nhiên tất cả bất cứ cầu thủ nào về với đội bóng thì bắt buộc phải phụ thuộc vào lối chơi của đội bóng, thì tôi nghĩ Di Mario cũng thế, nếu vì đội bóng sẽ làm cho bạn ấy tốt hơn thì chắc chắn bạn phải thay đổi. Vâng, xin anh đánh giá một chút về cái cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Tôi nghĩ rằng cái cơ hội của đội tuyển đá thì với các đội Tây Á thì đội tuyển mình đều có những cái kết quả tốt, thì tôi nghĩ rằng là cái vòng chung kết U23 này chắc chắn là câu lạc bộ đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tốt. Nhiều người nói rằng là cái cá nhân của cái đội U23 Việt Nam năm nay không bằng 2 năm trước. Không hỏi về U23 nhiều quá. Thì anh đánh giá là đội mình có khả năng vào sâu như năm ngoái. Cái đấy thì tất nhiên là tùy từng đối thủ, vì tất nhiên là và tùy từng con người mà để mà ấy, thì khi tất nhiên là nếu mà nhìn nhận thì có thể là đánh giá là cầu thủ năm nay chưa tốt hoặc như năm đấy, nhưng mà các bạn cũng biết rằng khi mà năm 2018 thì khi mà xuất phát điểm thì cũng không cho là tốt, nhưng mà các bạn đã làm được một thành tích tốt. Năm nay thì một số cầu thủ U23 tập trung vào đội U23 thì liệu không, em hỏi đội mình, tức là việc thiếu vắng những cầu thủ đó có ảnh hưởng quá trình chuẩn bị không? Cần những, đấy là những trụ cột như Quang Hải, Thành Trung, Đình Trọng vân vân đều là những trụ cột. Thì chắc chắn rằng lúc nào, bất cứ năm nào thì câu lạc bộ Hà Nội đều bị phụ thuộc rất nhiều, vì năm nào câu lạc bộ Hà Nội cũng đóng góp cho đội tuyển và U23, thì đương nhiên rằng cái đó là những cái mắt xích quan trọng của đội bóng, thì khi về lắp ghép thì các bạn cần một thời gian, và cái thời gian thì các bạn biết rằng nếu bạn thi đấu liên tục thì mình mới có thời gian hồi phục, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng khi cái thời gian khởi đầu mùa giải. Năm nay thì mình vẫn có ngoài cái AFC Cup thay AFC Cup thì bằng một cái giải cũng là giải câu lạc bộ châu Á Đông Nam Á, thì là mình có tự tin bảo vệ danh hiệu vô địch cúp quốc gia V-League và hướng tới cái mục tiêu cao ở cái giải. Thì tất nhiên rằng với câu lạc bộ Hà Nội thì tham gia bất cứ một cái giải đấu nào đều là một cái thành tích cao, nhưng câu lạc bộ lãnh đạo thì không tạo cái áp lực cho ban huấn luyện hoặc là cầu thủ, thì tất nhiên rằng khi bước vào mùa giải thì mình từng chặng đường thì mình biết thì chắc chắn là câu lạc bộ Hà Nội sẽ vẫn luôn luôn đặt những cái mục tiêu bảo vệ những cái thành công của năm vừa rồi. Năm nay thì mình có cái cầu thủ trẻ nào được đưa từ giới đào tạo U của Hà Nội lên? Thì các bạn biết rằng là năm nay thì mình không phải là đưa cái đứa U lên mà mình lấy những cái con người cho mượn. Thì các bạn biết thì hôm nay là có Lê Văn Xuân và Lê Văn Tú, thì đây là những cầu thủ là chợ năm ngoái cho Hà Tĩnh mượn, và trên hiện tại trên U23 có Bùi Đoàn Việt Anh, thì đấy là ba cái tăng cường của câu lạc bộ Hà Nội năm ngoái cho mượn lấy về năm nay. Anh đánh giá như thế nào về cái sự cạnh tranh của mùa giải tiếp theo ở V-League? Thì chắc chắn là mùa giải 2020 này cái sự cạnh tranh nó sẽ rất khốc liệt, thì các bạn biết rằng là trên
cái sự chuẩn bị của các đội bóng rất là ồ ạt, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel, thì chắc chắn rằng năm nay cái sự cạnh tranh của cái giải V-League thì tôi nghĩ rằng sẽ khốc liệt rất nhiều. Hà Nội đã 2 năm vô địch và giành những cái thành công rất là lớn, vậy thì anh làm như thế nào để duy trì được cái động lực cho các cầu thủ? Cái đấy thì cũng là một cái điều tôi đáng lo ngại nhất, vì cầu thủ là đạt được nhiều cái vinh quang thì có thể là các bạn ấy có thể thả lỏng, thì chắc chắn ban huấn luyện sẽ cố gắng làm siết lại các bạn đấy, mình quên đi một cái mùa giải thành công và mình tập trung cho mùa giải mới. Anh Nghiêm cũng như là ban huấn luyện sẽ hoặc là đã thực hiện những cái sự thay đổi như thế nào hoặc là những sự bổ sung làm sao cho chiến thuật để chúng lối chơi của chúng ta lúc nào mình cũng có thể thắng được, mà không phải bất cứ một đội bóng nào kể cả trên thế giới có mạnh mấy cũng có lúc chuyển chuyển, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đấy nó là bình thường trong bóng đá. Còn tất nhiên rằng các đội khác người ta bắt bài mình thì mình cũng bắt bài người ta, còn quan trọng nhất từng thời điểm và từng trận đấu để mình thực hiện được cái ý đồ của mình hay không. Xét một cách cục diện thì trong đội hình khá là đồng đều của Hà Nội thì vị trí hậu vệ cánh trái đâu đó có những cái sự chưa có được cái sự thay thế xứng đáng cho vị trí vận động, vậy anh đã tính tới vị trí này như nào? Thì thật sự bạn rằng bất cứ một vị trí nào, nếu mà mình tìm trong nhiều năm mà mình tìm không được những cầu thủ ổn định thì nó là một cái điều đáng ngại. Không phải bất cứ một vị trí ổ bị trái hoặc ổ bị bên phải, nhưng mà những năm qua thì Văn Kiên đang ổn định ở hành lang phải, hoặc là Văn Hậu đang ổn định ở hành lang trái, nhưng bây giờ không có Văn Hậu thì có những cái cầu thủ dự phòng, thì tất nhiên là để là các bạn đã làm tốt hơn thì phải cần một thời gian. Thì cánh trái thì vẫn có Văn Dũng và Đức Huy có thể, và hôm nay thì các bạn biết tôi đã thử nghiệm thể đồng đều, và tất nhiên là có những cái vị trí có thể là mình chưa vững ý, nhưng các cái vệ tinh xung quanh về hỗ trợ cho cái vị trí đó. Câu hỏi cuối cùng của em là kết thúc cái giải tứ hùng ở Malaysia cũng là cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị đón V-League, vì sau đó là Tết Nguyên Đán rồi. Vậy thì cái quãng thời gian tại Malaysia thì là cái vấn đề nào mà huấn luyện viên chủ nhiệm và cả đội bóng chú trọng nhất ở giai đoạn này? Cái thời điểm này thì là cái thời điểm quan trọng nhất là tất cả những cái nhân tố mới hòa nhập nhanh với đội bóng, như hoặc là tìm những cái khiếm khuyết để mình hoàn thiện cái lối chơi. Cảm ơn anh Nghiêm. Em có nghĩ rằng là mình sẽ tìm được một ngoại binh hoặc là một sự thay thế về lực lượng cầu thủ để mình. Moses, Uma hoặc Jimeno đã chốt xong, đấy là những ngoại hình. Câu lạc bộ Hà Nội năm nay thì là có Chu Viết Đình Trọng đang dự giải châu Á, cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương và đã tham gia một cái giải đấu thì nó là khá là khắc nghiệt, thì ông có lo lắng cho cái chỉ đạo sức khỏe của Đình Trọng khi mà trở về câu lạc bộ Hà Nội sau cái giải? Đối với tôi thì tôi rất lo cho Đình Trọng, vì các bạn biết rằng Đình Trọng hơi nóng buồn đấy, mà cái chấn thương dây chẳng gối mà để mà mổ mà nối lại thì cần thời gian ổn định nhất. Nhưng tôi thấy rằng cái Đình Trọng hơi quay lại sớm quá, và tôi thấy rằng cái chân của Đình Trọng thời điểm này khi về tập trung với đội thì tôi nghĩ rằng chưa được 100%. Thế thì cái điều đấy là điều tôi đã lo ngại. Câu hỏi cuối cùng ạ, thì ông có biết là khi mà người Đình Trọng trở về thì có giúp bài ý có thể hồi phục hoặc là trở lại? Chắc chắn rằng khi mà Đình Trọng quay lại tôi không có thể nóng buộc được, vì đấy thì chắc chắn tôi phải tìm thời điểm thích hợp tôi mới dám sử dụng Đình Trọng, chứ còn tôi không bao giờ nói gì. Cảm ơn anh Nghiêm. Chào anh Diệu.